vị và các bạn thân mến, để cho một đất nước có thể phát triển toàn diện từ kinh tế, xã hội đến văn hóa giáo dục thì cần lắm những thế hệ trẻ giàu kiến thức, giỏi nghề, giỏi việc. Chính vì vậy, môi trường giáo dục hiện nay của nước ta đều luôn cố gắng ươm mầm những tài năng cho tương lai ngay từ những bậc học đầu tiên, chính bằng việc khuyến khích các em tự nghiên cứu, tìm tòi, thể hiện những ý tưởng sáng tạo khoa học của mình. Và trong một Hương sắc cao nguyên ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những học sinh tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học của tỉnh nhà. Hai bạn Nguyễn Thị Thảo Nhi và Phan Thị Kim Xuân, học sinh trường Trung học phổ thông Đức Trọng, đều có chung sở thích đọc sách. Ngoài giờ học, thay vì tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, hai bạn lại chọn thư viện của nhà trường để tìm kiếm những thông tin mà mình cần để phục vụ cho việc học tập. Ngoài ra, đọc sách còn giúp hai bạn ôn luyện vốn từ tiếng Anh, tự tin hơn trong giao tiếp. Tuy có chung sở thích, nhưng hai bạn lại có hai niềm đam mê khác nhau. Phan Thị Kim Xuân, lớp 12B5, trường Trung học phổ thông Đức Trọng, đoạt giải 3 môn lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia là một bất ngờ với chính cả bản thân em. Kim Xuân học khối cơ bản và dự định vào đại học khối C nên từ năm học lớp 10-11 đã đăng ký bồi dưỡng môn địa lý tại trường. Đến năm lớp 12, em chọn bồi dưỡng môn lịch sử và vượt qua được vòng tuyển chọn để được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Với điều kiện thuận lợi, tinh thần thoải mái, được ôn luyện kỹ lưỡng, Kim Xuân có kiến thức vững vàng bước vào kỳ thi, đặc biệt là bị lôi cuốn để nghiên cứu về các câu hỏi liên hệ thực tế để vươn lên đoạt giải 3 tại kỳ thi học sinh giỏi. Bản thân em thì là một người học môn các môn tự nhiên cũng không được tốt lắm, nhưng mà học các môn xã hội thì em nghĩ là các bạn thường cho rằng là học nhiều và kiến thức rất là nhiều, học rất là mệt. Nhưng không phải học sử là chỉ có học về lý thuyết mà còn phải áp dụng vào cuộc sống thực tế. Nên các bạn đừng đặt nặng vấn đề là phải học nhiều lý thuyết, mà mấy môn lịch sử hay là địa lý, văn thì thường áp dụng nhiều hơn trong cuộc sống và sẽ đạt được nhiều thành công trong giao tiếp và trong các môn nhân văn. Bản thân em Xuân và cũng rất nhiều em học sinh của trường Đức Trọng cũng đã từng tham gia các kỳ thi tỉnh, quốc gia và đạt giải. Điều đó là cái điều hạnh phúc nhất của tôi, một giáo viên dạy học lịch sử, và tôi nghĩ rằng đối với tất cả các giáo viên thì đó là cái điều mong muốn nhất. Phải nói rằng môn lịch sử thì có nhiều vấn đề và nhiều nét đặc trưng riêng, cho nên cách dạy và học thì cũng không giống các môn học khác, đặc biệt là trong giai đoạn này. Để có được một học sinh giỏi lịch sử thì bản thân thầy cũng phải là người yêu lịch sử và gắn bó với lịch sử. Thực ra bí quyết bồi dưỡng học sinh giỏi của tôi thì cũng không có gì là ghê gớm và độc đáo, đó là thầy cũng hết mình với học trò, cùng chia sẻ với học trò và coi như là bạn bè cùng học tập với nhau trong bộ môn, để từ đó đưa các em yêu thích môn lịch sử. Và khi các em yêu thích thì các em sẽ tự tìm hiểu, thầy chỉ là người dẫn đường và hướng dẫn mà thôi. Còn đối với Nguyễn Thị Thảo Nhi, niềm đam mê lớn nhất của em chính là nghiên cứu khoa học. Từ những quả cà trái vàng, một loại cây dại ở địa phương, Thảo Nhi cùng bạn của mình là Phan Đức Hiếu đã nghiên cứu thành công đề tài sản xuất chế phẩm trừ sâu từ cà trái. Đề tài mang tính ứng dụng cao này đã đạt giải 3 tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2016. Trong những năm học tới, Thảo Nhi với niềm đam mê của mình sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu các đề tài có tính ứng dụng cao vào sản xuất và đời sống ở địa phương. Sau khi được tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia ở tỉnh Đồng Nai thì sau khi nhận được giải thì em cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là may mắn khi được đến với cuộc thi này. Đây là một sân chơi rất là bổ ích và rất là thú vị. Tại đó thì em được gặp rất là nhiều bạn bè và được học hỏi rất là nhiều. Cho nên là sau cuộc thi này thì em lại cảm thấy là có tinh thần và có động lực hơn để trong các năm sau thì có thể tiếp tục nghiên cứu và có cơ hội dự thi. Với niềm đam mê và sức trẻ, hy vọng rằng các bạn học sinh như Thảo Nhi, Kim Xuân sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên con đường học vấn, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Khi bản Sinh Suối Hồ được công nhận là bản du lịch cộng đồng vào năm 2014, người dân trong bản đã tụ họp với nhau để bàn bạc việc xây dựng chợ, để vừa là nơi trao đổi mua bán sinh hoạt của bà con sở tại và cũng vừa thu hút thêm khách du lịch đến đây.